Các quý vị, tạp chí Times công bố 100 nhân vật quyền lực nhất thế giới tin từ New York. Ca sĩ nhạc rap Kanye West, nam tài tử Bradley Cooper, thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg và phóng viên George Ramos đã là những tên tuổi trong số những người được chọn trong ấn bản của tạp chí Times của 100 người tạo ảnh hưởng nhất. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng được bao gồm trên bản danh sách thường niên của 100 tên tuổi toàn cầu tạo ảnh hưởng nhất cùng với tổng giám đốc Apple Tim Cook, nam tự tử chuyển giới Lauren Cox, thủ tướng Đức Angela Merkel và giáo hoàng Francis. Trong lĩnh vực quốc tế, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Chánh Ân, tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà hoạt động cho nhân quyền Pakistan Malala Yousafzai và Obiageli Isaac Wesley của Nigeria cũng đã có mặt trong danh sách. Bản danh sách không xếp hạng và ấn bản này cung cấp 5 hình bìa khác nhau. Bên trong ấn bản 100 Most Influential People những khách mời đóng góp gồm có Martha Stewart, Oprah Winfrey và tổng giám đốc SpaceX Elon Musk viết về 100 người đã chọn này. Danh sách thường niên của tạp chí Times tập trung những nhân vật ở tất cả các lĩnh vực có tầm ảnh hưởng, truyền cảm hứng đến những người khác với một loạt các lời chú thích kèm theo. Ấn bản này đã được xuất bản tại Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 4.